Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì ngày hôm nay thì mọi người sẽ dành ra khoảng 5 phút nha để chúng ta cùng tổng hợp những mẫu xe Twister mà đang có ở tại Tâm Đức Cycle để mà mọi người có một cái nhìn tổng thể về thương hiệu Twister là một và những cái mẫu xe nào mà Twister nó đang phân phối tại thị trường Việt Nam nha. Đầu tiên trước mắt chúng ta đây là mẫu Twister Leopard Pro, một chiếc xe địa hình phải nói là gần như là một chiếc xe địa hình đỉnh nhất ở trong phân khúc dưới 20 triệu. Và khung carbon nè, quan trọng là khung sườn, chúng ta thấy là nó có một cái độ chắc chắn và một cái gọi là một cái góc nghiêng phải nói là thần thánh đi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Màu sắc thì đây là màu rất là lạ, lần đầu tiên mới thấy được cái màu xanh đột chuối này nè. Đó, nhìn về một cái tổng thể thì chiếc xe Twister Leopard Pro này nó rất là to và cảm giác như mà khi mà mình sở hữu được chiếc xe này thì mình chạy sẽ cực kỳ chắc chắn với mình luôn. Xe này thì sẽ có cho chúng ta là 3 đĩa và 10 líp nha mọi người. Sử dụng thắng đĩa luôn nè của Zoom, thắng đĩa dầu của Zoom. Rồi ở đây dò dĩa của Browell. Rồi quay thử một vòng nha. Ở đây mình để ý có thấy một cái chữ là Mountain Racing Passion, là cái nếu mà bạn nào đam mê với xe leo núi thì không nên bỏ qua mẫu xe này nha. Giá bán của nó đang được phân phối bên Tâm Đức Cycle là 14.800.000. Rồi chúng ta sẽ qua đến chiếc xe thứ hai nha. Tạm biệt em đó. Đây là chiếc tay ngang, cũng làm mưa làm gió ở tại Tâm Đức Cycle luôn. Mẫu xe nào về là nó sẽ hết liền. Mẫu xe đó, đây là chiếc Twister Thunder tay ngang có giá bán là 14.590. Xe khung sườn carbon nha. Đó, cái ghi rông rất là dài luôn, sử dụng cấu hình của Retro Spec. Cái này thì cho chúng ta là 2 đĩa và 11 clip. Đó, để coi quay cái độ chớn của nó nha. Đó, cực kỳ chớn luôn. Mình thấy không ạ? Quan trọng là một chiếc xe đi đạp tập thể dục thì thứ nhất là chớn, thứ hai là nhẹ, thì Twister nó đang sở hữu đầy đủ hết những cái tính năng đó rồi. Xe này đang có size là size 48 nha. Xe này có hai size 48 với 46. Giá bán thì không thay đổi theo size nha. Size nào thì cũng giá là 14.590. Yên. Tất cả những thông số trên xe đều đa số chúng ta thấy đều có chữ Twister hết nha. Mẫu nào cũng vậy. Đây là một sự khẳng định thương hiệu của Twister tại Việt Nam. Rồi, mẫu này là cũng mới vừa về luôn nè. Mẫu Twister R10. Đây, cái chiếc này cũng tương đối xịn nha. Hôm bữa đã làm một clip review chi tiết rồi, thì hôm nay Duyên chỉ cố gắng quay lướt sơ qua tổng hợp cho mọi người về những chiếc xe Twister đang có thôi. Đây là mẫu tay công. Đó, khung sườn cũng carbon luôn, dây âm sườn. Đó, cái này sử dụng tay lắc nha. Đó, rất là đã luôn. Cái này phanh gom của Techtro. Đây là phanh gom của Techtro nè. Rồi chiếc xe này sử dụng dò dĩa của Retro Spec, gạt đĩa trước, gạt đĩa sau là của Shimano Clarit. Đó, cũng cực kỳ chớn luôn. Mẫu này thì còn có vài mẫu thôi nha, vài chiếc thôi. Đó, nghe cái tiếng oi oi đã không? Quá đã luôn. Mấy cái xe này là khỏi lo, tại vì khi mà chúng ta đã đạp rồi, sở hữu được nó rồi thì về, thứ nhất là cái mẫu này nó sẽ độc lạ tại thị trường nè. Thứ hai nữa là nó sẽ mang đến cho chúng ta cái trải nghiệm khác hơn rất nhiều. Tại mẫu này mẫu mới về nữa mà nó đã tinh chỉnh gọn gàng nhiều hơn và nâng cấp nhiều hơn về cả bộ rúp, cả về khung sườn, về góc cạnh của nó. Nó cũng cảm giác của Duyên thôi nha, là nó thấy nó ngon và nó xịn hơn. Trong những cái dòng Twister thì thấy cảm giác cái con này là rất là đã. Gần như là đúng là giá tiền nó là 17.100.000, nên là nó mắc nhất thì thành ra nó phải là xịn nhất trong dòng Twister hiện tại đang có nha. Rồi, rồi chiếc cuối cùng, đây là chiếc tay công Twister Silent. Thì chiếc này nó sẽ có hai đến ba kiểu là Twister Silent, Twister Thunder và Twister T10, chứ không phải R10 nha. R10 là chiếc này rồi, cái này là T10. Có 3 mẫu cùng giá là 16.500.000 luôn. Sử dụng 2 đĩa 11 clip và của cấu hình là của Retro Spec nha. Cấu hình của Retro Spec nha. Và thắng gom á, thắng gom á là của hàng Retro Spec luôn.
Đó, nên là mọi người để ý em Duyên nha, sẽ có hai sự khác biệt nhỏ thôi là giữa xe 16.500 với lại xe 17.100 á, là hàng này sử dụng cấu hình của Retrospec, còn hàng này sử dụng cấu hình của Shimano với lại cái phanh gom là của Techtro nha. Đó, và nói chung là chiếc xe Twitter này nó cũng đã chiếc nào nó cũng rất là chớn rồi, mình nghe quay rất là nhẹ nhàng luôn. Thì cái quay của mình bằng tay thôi, nhưng mà khi mọi người ra đạp thực tế á, sẽ thấy là nó êm và nó lướt đến cỡ nào. Đó, cùng nhìn lại một vòng bốn chiếc xe nha: Twitter, Thunder, Silent, T10, 16.500 mở tay công nha. Rồi, 17.100 cho Twitter R10, 14.590 cho chiếc Twitter Thunder tay ngang. Cái hàng này nó cũng giống như cái hàng tay công kia luôn, sẽ có là Thunder, Silent. Đó, với lại T10, mẫu T10 thì nó rất là hiếm, cái Thunder và Silent thì còn rất là nhiều nha. Rồi, cuối cùng của nó là Twitter Leopard Pro. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian trong suốt 5 phút qua để theo dõi tổng hợp những mẫu xe Twitter đang có tại Tâm Đức Cycle. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 14.800 nha, nãy quên báo giá của nó. Rồi, nếu như yêu thích về những chiếc xe Twitter này thì mọi người hãy liên hệ với đội ngũ kinh doanh của Tâm Đức Cycle để mà các bạn sẽ được báo giá và báo chi tiết cụ thể hơn về cấu hình của chiếc xe nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video và đừng quên nhấn like, share, subscribe giúp mình kênh Tâm Đức Cycle. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.